Liên quan đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, việc phía Trung Quốc đồng ý khôi phục thời gian thông quan tại cặp chợ Tân Thanh, Bò Chài ngay trong ngày cuối cùng của tháng 4 là kết quả khả quan sau một loạt biện pháp đồng bộ, chủ động và tích cực giữa hai bên nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong nước trước tác động của dịch COVID-19. Để tránh tình trạng ùn ứ hàng hóa, phương tiện tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, đặc biệt là tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Hiệp hội Doanh nghiệp tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các khuyến cáo trước đây của Bộ Công Thương, trong đó chủ động cân nhắc, điều chỉnh tiến độ đưa hàng lên biên giới, phù hợp với năng lực thông quan của các cửa khẩu và đa dạng hóa hình thức vận chuyển, giao nhận hàng hóa, khai thác tối đa tuyến vận tải đường sắt liên vận để giảm áp lực cho các cửa khẩu đường bộ. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đề nghị địa phương và doanh nghiệp tiếp tục theo dõi sát sao, cập nhật tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới để kịp thời trao đổi với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan cùng phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.